tình thu thái lá. Go. Quá. Hùng đó không ra. Hùng nó không. Ngu. Chặt thế. Đứa này ở bên anh. Go. Nào thì đâu rồi. Đâu chỗ này đấy. Cần cầm cái cọc rồi lòng vãi. Ba chẳng năm đen này anh Tuệ. Ba chẳng năm đen. Anh tập lại đi đánh giải. Rồi, lần sau bắt đầu rồi xong rồi bắt đầu còn sau tập tập rồi. Vào đây xài vào đây kia này. Go. Chị chết. Thôi dừng đi. À, vừa đấy. Đá bàn đi cho nó khỏe, phải mạnh. Go! Một không sáng hoàng quỳnh tiền lên. Go! Go! Rồi đấy. Điều ấy. Chủ tịch tao vào thua. Chủ tịch tao vào thua. Chồng tịch tao vào thua. Tao lại yếu với chất. Thật thề luôn, tao lại đều có sức. Chưa, có hình chút này. Go! Lôi! Lôi! Thua. Đấy là hình chút này. Do đang mùa nhiều thế. Sao hình chút đó? Nó phải lùi về. Đấy, em hết rồi, dạ hết rồi. Rồi. Cổ tay chút này. Go! Cùng bắn nhịp nhanh hơn. 2-0. Cổ tay anh đợi chút này. Go! Cục quá. Go. Em chơi kiểu khác, không chơi kiểu kiểu này. Anh đang cầm như thế này, em làm sao còn lực được. Còn nào được á? Cầm như thế này móc sẵn rồi còn gì. Móc sẵn thì không thể căng được tay nè. Được. Đúng rồi. Từ từ nha. Go. Nhìn. Không nhận Samsung được cả pin trâu. Pin 5000. Vâng, pin trâu. Của em đùng mã không hết rồi. Mình móc sẵn rồi. Đúng rồi. Từ từ nha. Go. Nhìn nữa. Kinh luôn. Mình phải xoay đây là phát. Nãy lại đổi chiêu anh này đánh chiêu khác. Được, anh vẫn đánh chiêu đấy, chứ không? Go. Con này mở điện mở quá gương mặt mà. Đặc chất để con điện thoại vừa mua là Face ID. Go. Từ từ. Go. Đấy, bạn móc cái này vật kiểu này em hiểu không? Còn bạn móc mà lại vật kiểu kia để đi mày mất sức à? Vãi đái. Đùa. Nó kiểu đen nít. Go.
vãi. Ôi. Hòa không sức khỏe đấy các bạn nhỉ. Go. Sao đâu Huỳnh vẫn cứ chết cái vào cái chiêu đấy nhỉ? Khó lắm. Đánh kiểu nào đi? Go. Sao? Nó phải lùi về. Em lùi về rồi mà. Lùi nhưng mà chưa đủ ấy. Tay này đẩy em về. Chưa ra giữa. Go. Móc đấy. Đéo 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 phải đánh móc nữa. Đánh móc rồi. Đéo phải đánh móc nữa, hai hút rồi. Càng tay mỏi. Càng tay Huỳnh to bao nhiêu luôn. Vâng, tập lại to mà nhìn hốt mỏi. Tay go. Vẫn chết chiêu đấy nè. Công kiểu khác rồi anh kìa. Nào. Để củ trò xuống, không cần củ trò đấy. Đấy, mày để ý mà. Ok, ok, ok. Go. Đùa khỏe lại chó. Cười thôi. Chung tích chả vừa thua rồi. Nhìn nhờ, nhìn rồi này mà nào. Khép ngón tay vào Huỳnh. Thế. Go. Cố lên. Xuống rồi. Xuống rồi. Quá mẹ. Thấy bên tay nó hôi đúng không? Đó, đẩy sang. Thấy chưa? Nữa Huỳnh lùi của trò. Đó. Rồi. Cổ này, cổ chứ này. Go. Đúng rồi. Từ từ nha. Go. Nhìn nữa. Nhìn nữa. Nhìn nữa. Nhìn nữa. Nó mỏi lúc buồn nó mỏi. Mỏi lắm, mỏi lắm. Chứ bẩn chúng vừa lại đây. À, chú ý đi, chú ý đi. Bờ. Đang bắt chuẩn đi. Bờ Huỳnh. Nữa, tí nữa. Ờ, ok. Thôi của tay chú này. Go. 1-0. Chiêu gì rồi? 1-0. Được. Hỏi chấm. Nữa. Nó phải rụt về. Đây. Ừ, đây. Rồi giữa rồi. Nữa một chút nữa. Giữa rồi. Rồi. Phải cổ tay rồi chút nhỉ. Cổ tay nữa, cổ tay nữa. Rồi. Go. Móc. Móc hai đang cùng móc. Móc bùa, thúc móc bùa. Giờ đéo được không? Đã biết đánh móc bọn mày nghỉ lông móc lâu quá rồi. Nữa. Ok. Bỏ khúc nữa. Go. Khó hết. Không luyện tập được đâu.